Rồi, hello chào các bạn nha. Hôm nay quay lại cho các bạn xem. Hôm qua Sài Gòn mới có một trận mưa rất là lớn các bạn. Thì cũng lâu rồi chưa quay cho các bạn xem, hình như là cũng gần 3 tuần rồi. Đó, đây là thanh long ruột đỏ các bạn. Có cây bên cái bụi tre đó. Có, đang có hai trái. Nó sâu rồi, chắc bẻ luôn á. Bẻ luôn. Cái nhánh nó bị sâu rồi. Bẻ luôn. Bẻ cho nó nuôi cái nhánh tốt hơn. Cái kèm qua là bẻ một cái một. Thì quay một vòng cho các bạn luôn. Cập nhật tình hình luôn. Hiện tại trên cây này đang có hai trái. Đây là một trái này. Đây là một trái nữa. Một trái nữa để quay cho các bạn xem luôn. Dài nó đâm vào tay đầu quá. Tí xíu lấy kèm. Rồi đây là một trái. Đây là một trái nữa nè. Ý đây nè. Đó. Đây là một trái nữa nè. Hai trái nữa nè. Lúc đầu có tưởng là bốn trái. Về sau là hai trái kia nó vàng, nó rụng hết rồi. Đây là bạc hà. Bạc hà nó đã tốt hơn rồi các bạn. Rồi đợi nghía qua cái ổi chút xíu nha. Cái ổi nè, cái nhánh ổi nè. Mấy cái ổi con của ở nhà chồng này. Lúc quay cho các bạn xem á. Thì hôm nay nó vươn lên như thế này nè. Đó, nó vươn cao như vậy đó. Ha. Cái gốc nó dưới kia kìa. Đó. Hai cái nhánh ổi nó đều cao như nhau hết. Còn cái cây con kia nó cũng cao lên đáng kể rồi. Đây nè. Đó. Cái này cũng mới bón phân lại. Cho nó một ít vô. Các cây khác cũng vậy luôn. Cũng cho nó một ít vô. Thì nó bón hai lần rồi, mỗi lần bón một ít. Thì vừa bón vừa để theo dõi luôn, chứ không phải là mình bón một lần là bón nhiều nha. Tại vì mình bón nhiều là nó sẽ chết cây. Cho nên là mình không có bón nhiều, mình bón một ít thôi. Để theo dõi. Đó, cái nhánh ổi như thế này nè, nó cao. Nó cao rất là đáng kể sau gần 3 tuần rồi ha. Còn đây là cái cây tắc ngọt. Cây tắc ngọt này nó bắt đầu ra trái nhiều lắm rồi. Đây nè, những cái bông nhỏ này nè. Đó, những cái bông nhỏ nó đậu trái rồi đó. Đây nè. Đó, nó đậu trái đó. Thấy không? Cái này cũng bón luôn. Ngay cả cái gốc thanh long này cũng có bón luôn, bón hai lần rồi. Mỗi lần bón một ít thôi. Rồi, lại quay vòng vòng tiếp. Cái phát tài bây giờ nó đang lên một chút xíu đây. Nó đang lên một chút xíu đây. Rồi, đây là cái lụ đây, sắp sửa thu hoạch rồi. Đó, trái nó chín lắm rồi. Không biết làm sao là cái đuôi nó đen đen như thế này, sợ nó bị sâu rồi. Cũng sắp thu hoạch rồi, chắc đợi cuối tuần mình thu hoạch luôn. Có gì review lại ha. Đây nè. Đó, ba trái thì cũng ngang ngang nhau. Cây này chín rồi nè. Đó, trái này nó hồng hồng rồi nè. Hôm qua trời mưa lớn lắm, Sài Gòn mưa rất lớn.
lấy hết con kiến ra để nó đục vô cái trái này ăn không được, không biết là nó ăn được không. Tính bọc lại cái trái này nhưng mà lại không bọc, là để cho nó tự nhiên như vậy thì không biết là có ăn được hết hay không. Thì các bạn chờ review nhé. Thì trên cây còn lại hình như 10 trái bị rụng hết, bị 10 trái hay là mười mấy trái đó, 10 trái hình như 10 trái. Thì những trái còn lại nó lớn rất là chậm, lớn rất là chậm. Ngoài ba trái này nó lớn rất là nhanh, những trái còn lại nó lớn chậm lắm. Đây nè, sau 3 tuần lễ mới quay lại cho các bạn xem. Đó, cây này cũng mới bón cũng 2 lần, cũng có phân lại, phân vi sinh cũng bón lại 2 lần rồi, mỗi lần bón một ít thôi để theo dõi coi nó có thích ứng với phân hay không. Thì đó, nó bị như thế này nè, bị như thế này sợ nó hư hết trái, hay là mình hái luôn, tại vì muốn để cho nó ngọt hơn, không biết có ăn được hay không. Rồi thôi là bẻ luôn nhé, bẻ review luôn nhé, hay là đi quay một vòng. Rồi đi quay một vòng chứ, đi lâu rồi. Đây nè, thanh long ruột đỏ cái chậu bên này nè, bông nó ra được mấy cái nữa, nhưng mà một hồi mấy ngày nữa, khoảng 2-3 ngày nữa là bông nó vàng nó rụng. Thì bên cái chậu bên này nó có 2 trái, trái này gần chín nè, nhỏ chút xíu xíu. Thanh long cũng mới bón phân lại, mỗi lần mình cũng rải một ít. Thì nó có 2 trái bên này nữa nè, nó có 1 trái nữa đó. Cái đụng nữa, rất là ít trái cho nên mình phải bón chăm bón cho nó nữa thì nó mới ra nhiều trái được. Rồi nguyên cái vườn này mới chăm bón cho nó lại để theo dõi coi nó có tốt hay không. Rồi cho nó chứ không là nó ra ít trái lắm. Đây, tắc cũng mới bón cũng 2 lần. Vườn nó sẽ bón đều, mỗi lần bón là bón đều hết nha. À, và mỗi lần rải một ít thôi, phân vi sinh rải một ít lên. Đây là cái ổi mới thu hoạch 2 cái trái kia rồi, thì bây giờ nó còn cây không cắt lọt thì sợ nó mất sức, cho nên mình cứ để vậy luôn. Còn cây này là cây chanh trái nó đã cải thiện hơn nhiều rồi nè, trái nó bự hơn chút rồi nè. Sau gần 3 tuần nha mới cập nhật lại, và bón được 2 lần thì cái trái nó đã to hơn chút rồi, có vẻ như là lúc trước nó thiếu phân thật. Thì cứ định kỳ mình bón thôi, có 2 tuần mình bón 1 lần, mỗi lần mình rải một ít thì khi đó là nó sẽ ra được, nó sẽ tốt cho cây một chút ha, là theo dõi luôn. Rồi bên kia thanh long ruột trắng là coi như không đậu một trái nào luôn, rụng hết rồi, ra bông rất nhiều ha, mà năm nay không đậu một trái nào luôn. Đây thanh long ruột đỏ này thì mới ra được có mấy trái, không biết như thế nào nữa. Rồi đợt qua kia hái trái lựu luôn, hái trái lựu cho các bạn xem luôn. Đợt vì để là sợ nó hư, trái này hái được rồi, bẻ luôn đó. Rồi xong đó, rồi để review lại cho các bạn bằng một clip khác nha. Chào các bạn nha, các bạn một ngày thật là tốt đẹp.